rồi, không có được mê tín gì đâu. Trên đời này làm gì có ma. Cô nói lần thứ ba. Ai, buông. Hồ sơ trong sạch là tại vì chưa bị vạch trần. Ở ngoài đời đã không thật rồi, ở trên mạng làm sao tốt hơn được. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình kém liễu liễu đơm bông. Xin lỗi lầm nha. Anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người yêu vĩnh viễn như tôi là như thế nào đâu. Tôi thấy rõ ràng ông cái ngực đó đúng không? Làm gì có bà này. Mở to đồ bằng đào đến đâu? Cái thằng điên này. Vậy là sao? Bà làm gì Hằng? Nếu như mà Hằng bị thương, tại sao Hằng lại bỏ cả giỏ đồ ở đây? Thì chỉ có nước là cô ấy ra đi trong quan mang và quản lại nên mới bỏ qua đồ như vậy thôi. Hoặc có thở là Hằng sẽ mãi mãi không thở đi đâu được. Ủa, anh đúng địa chỉ luôn rồi. Công nhận tình với Tiến hơi bị siêu trong cái vụ mà điều tra thông tin ấy. Thì cũng nhờ như vậy anh mới yên tâm mạnh giao cái việc đó cho họ đó. Vâng, biết rồi. Anh gọi là một trong những tướng soái biết điều quân khiển tướng. Ủa anh, thế tâm này có cái tài gì á mà anh dẫn em theo để đi tìm người yêu của Hằng vậy? Về cái chuyện này thì anh nghĩ là cũng chẳng có tài gì. Chẳng qua là anh cho em đi là tại vì để thỏa mãn cái phán đoán ban đầu của em á. Không có tài gì. Em thật với các anh nhá, riêng tài phán đoán cũng gọi là một cái thiên tài. Trời phú cho em. Trời phú, đúng. Nhưng mà anh nói nè. Đã. Em phán đoán đúng. Nhưng mà bây giờ họ giống như là chim liền cánh như cây liền cành. Nhưng mà còn cái chuyện mà họ có chim quyên đẻ thúy hay không á thì chờ tới hồi kết mới biết được ha. Nói như anh ấy, vậy là hai người không có quen nhau nữa. Chuyện này thì anh không có biết. Nhưng mà bây giờ bọn họ là đang nằm trong cái tầm kiểm soát và điều tra của mình. Nên bây giờ phải đợi tới cái kết quả cuối cùng mình mới đưa ra kết luận được. Anh cũng nhắc em luôn nha, làm việc thì tuyệt đối là không nên đưa cái chuyện mà cá nhân hay là tình cảm vào công việc nha. Rất là khó đó. Em biết rồi, em hơi bị chuyên nghiệp luôn á. Ừ. Gì vậy? Hai người là ai mà sao đứng lúp ló rồi nhìn gì trong nhà tôi vậy? Ăn trộm hả? Anh là anh Minh đúng không? Ủa? Sao anh biết tên tôi? Anh đúng là anh Minh ạ? Ờ. Xin trọng giới thiệu với anh. Chúng tôi đã điều tra và biết được rằng anh là cái người cuối cùng đưa chị Hằng rời khỏi nhà. Chính vì như vậy chúng tôi đến đây gặp anh để muốn biết là chị Hằng hiện tại đang ở đâu. Ủa? Anh chị là ai mà tìm Hằng? Tôi xin trân trọng giới thiệu, chúng tôi là thám tử. Thám tử? Ủa mà Hằng làm gì mà để kinh động tới thám tử mà tìm ghê vậy? Ủa? Nếu như mà nói như vậy là Hằng không có ở chỗ anh hả? Không, đâu có biết đâu. Nhưng anh chính là người đưa Hằng đi mà. Thì đưa đi, nhưng mà lúc mà tôi đưa xong là tôi với Hằng không có liên lạc nữa. Chúng tôi chia tay lâu rồi. Vậy bây giờ tôi hỏi anh nè, anh biết Hằng đang ở đâu không? Đâu có biết đâu. Mà anh đừng có hỏi tôi hàng nữa. Tôi giờ là có vợ rồi. Mà vợ tôi nó ghen lắm. Ngày hôm qua con Hằng ở trong cơ quan á, mà nó gọi thôi, vợ tôi thấy thôi. Nó quào tôi chày cái này nè. Nên là đừng có hỏi tới. Tôi biết là như vậy. Nhưng mà bây giờ á, tôi nhờ anh một việc. Là anh làm ơn thôi, anh đưa tụi tôi tới cái nơi mà lần đầu tiên mà anh gặp gỡ Hằng á, để tôi biết địa chỉ nhà của Hằng. À, là lần cuối tôi đưa Hằng đi hả? Ở cái lần đó, cái chỗ đó là không có địa chỉ mà nó quẹo tùm lum, nhưng tôi quên rồi, tôi không nhớ ha. Đừng có tiền tôi nữa nha, để giữ hạnh phúc cho gia đình của tôi nha. Về đi. Trời ơi, anh Minh. Dạ. Yeah. Chiêu quyên rẻ thúy đúng là đồ đàn ông tồi mà. Nghĩ gì vậy, khi mà nghe là có thám tử đến tìm người yêu cũ của mình, đáng lẽ là phải ngồi suy xét xem là người yêu cũ của mình có vấn đề gì hay không. Đằng này thì không thèm quan tâm luôn ấy. Ủa, hết yêu thì sao? Hết yêu vẫn phải có chút tình nghĩa chứ. Nè,
Giờ là hết sợ chiêu quyên rẻ thúy họ rồi ha. Em còn chọc em nữa. Anh Tú, bây giờ bọn mình phải làm như nào đây? Chứ mất hết cả dấu vết của chị Hằng rồi. Yên tâm đi, không có sao đâu. Em về trước đi. Em về trước đây. Ôi trời nắng lắm luôn ấy anh. Cái thời tiết này bắt em đi theo dõi khác gì ra tra tấn em. Đã đời. Mà lắm lúc ấy thế cũng muốn được sướng như ai kia ấy. Cùng là thân phận con gái như nhau, thế mà bắt một người con gái líu điễu đào tơ đi ra bên ngoài đường nắng nôi, xong để một người ngồi trong nhà máy lạnh điều hòa. Thôi đi ha, sao em lúc nào em cũng ganh tị hết Tâm. Anh nói cho em nghe nè, con gái thì có dâm bị kiểu khác nhau. Đó, em nhìn coi kiểu như tiên. Anh sẽ có cách khai thác ở một dịp khác. Ý của anh Tú nói á là tiên sẽ không hợp với những cái kiểu mà đi cu li giăng nắng ở ngoài đường đâu á. Tiên, Tâm có hiểu không? Cu li? Biết rồi. Biết cô Tiên tài năng rồi. Nên bây giờ đến lượt cô Tiên thể hiện đây. Thật á? Có chuyện gì giao cho Tiên làm hết? Nói như vậy là hai ngày nay tụi em không có điều tra được gì từ cô Minh đó hả? Thì bọn em cũng điều tra nhưng mà thấy không có gì khác thường lắm. Hắn ta thì vẫn cứ ở nhà, từ nhà đến công trình, từ công trình về nhà. Giờ cô ta thì sao? Cái này mới là bị nghi vấn này. Ngay cả em nhá, Tình với cả Tiến đều theo dõi cậu ta nhưng không bao giờ thấy mặt được vợ của cậu ta. Cậu ta đi làm về lúc mấy giờ? 5:30 ạ. Tối có đi ra ngoài không? Theo như Tiền nói với em thì không. Anh cũng thấy lạ. Nếu như mà cậu ta nói là cậu ta có vợ rồi thì chúng ta phải thấy cái dấu vết sinh hoạt của cả hai vợ chồng chứ. Đợt này thì chẳng thấy cái gì cả. Đúng rồi á, anh Tú nói. Em thấy nếu như mà có vợ thì ít nhất vợ cũng phải ra ngoài đi chợ về nấu cơm chứ. Nếu mà không ra ngoài lấy cái gì mà nấu cơm? Thì đó, ngay cả cái việc mà quét sân dọn dẹp á là anh ta cũng làm trước khi anh ta đi làm cơ. Mà nếu mà có vợ rồi á, làm gì có chuyện đó. Em thấy khả năng mà hắn ta nói hắn ta có vợ ấy hình như xạo nhiều hơn. Vậy là hắn ta phải có cái tật gì thì hắn ta mới nói xạo chứ nhở? Chính vì vậy mới cần cô Tiên ra tay. Ra tay thì sao? Thôi, ta thấy vậy, Tiên không có cần á là bây giờ đóng giả để đi theo dõi rồi giả bộ làm quen với mình đâu. Anh có cách tính của anh. Cho anh hỏi nè, phía bên kia bây giờ là Tình hay Tiến đang theo dõi? Tiến á. Tiến hả? Tiên, bây giờ em gói giả một cái gói quà, rồi em giả vờ em ship thẳng qua cho Tiến giùm anh. Ngay bây giờ? Đúng. Anh đi làm nghe Lan. Dạ. Coi nhà nghe. Sao nãy vô dở mà sao giờ ra khó vậy trời. Chủ nhà ra nhận giùm em hộp hàng đi. Dạ chủ nhà ra nhận hàng giùm em chạy xô cái ơi. Hàng gì vậy anh? Dạ không, em tới tìm gặp anh Minh. À, anh Minh đến đi công việc rồi. Thôi để tôi nhận giùm cho. Dạ không được, phải chính chủ nhận đỡ còn ký xác nhận giùm em nữa. Thì tôi nhận giùm cũng được mà. Dạ không, nhận giùm thì được rồi mà quan trọng chữ ký là đúng anh Minh ký mới được. Không là phải là người thân thuộc, ví dụ như là vợ ảnh hay là con ảnh ký gì mới được vậy. Dạ, vợ con của ảnh ở đây luôn đây nè. Để giờ em ký được chưa? Dạ. Chị ký vô chỗ đây giùm em, ký vô anh Minh.
Rồi, xong. Anh ơi. Anh gì ơi? Dạ. Ký xong rồi, ký xong rồi. Làm gì ạ? Con hộp. À, quên. Gì đây? Ê! Chị Hằng. Đúng là chị đâu. À, Hằng gì? Tôi là Lan mà. Anh bị gì vậy? Chị Hằng à. Chị có thể thay tên đổi họ, nhưng mà cái vết sẹo này nè, rồi đây, chiếc vòng này của bác Tư tặng cho chị thì không thể nào mà thay đổi được. Đúng là chị đâu. Sao anh biết mẹ của tôi? Chị có biết là quãng thời gian qua bác Tư phải tìm chị rất là vất vả không? Tại sao chị đối xử bác Tư như vậy? Em có biết á, nếu mà ngày hôm nay bọn chị không tìm được em thì cái việc mà em mất tích á sẽ phải báo lên công an, rồi tất cả những người thân của em sẽ phải gặp rắc rối không? Em không cố ý. Em xin lỗi. Xin lỗi? Người em xin lỗi phải là chị, mà chính là mẹ em á. Tầm, bây giờ chỉ có anh với chị ở đây, em cứ bình tĩnh mà chia sẻ đi. Lý do tại sao mà em bỏ nhà đi biệt tích như vậy, không ai liên lạc được với em, mà cái người lo cho em nhất là mẹ của em đó, biết không? Dạ. Tại vì em có con mà chưa có chồng, nên em sợ mẹ em la, nên em mới. Chuyện có con ấy là niềm vui mà, đâu phải cái việc gì mà mình làm gì mà xấu hổ để mà phải trốn đi hả em? Chẳng lẽ bây giờ em trốn tránh mẹ em suốt cả đời này hả? Dạ không có. Nếu như mẹ em có ý định đó thì anh Minh anh cũng không chịu đâu. Bây giờ cho dù em có trốn tránh mẹ em đi, còn chị Phía Minh đã gây ra chuyện mà sao không có trách nhiệm? Đằng này còn thay tên đổi họ, dẫn em đi biệt tích luôn, không để ai tìm được em. Bây giờ anh hỏi em nè, với một người đàn ông như vậy em thấy có tin tưởng được hay không? Dạ không phải như vậy đâu anh. Tất cả mọi chuyện á là em bắt anh làm hết, chứ không phải anh là cái người làm ra mấy cái chuyện này. Tại sao em làm vậy? Tại vì lúc đó em không biết phải làm gì hết á. Trong đầu em lúc nào cũng phải nghĩ tới cái chuyện phải bỏ trốn. Em loạn lắm. Em nghĩ là bây giờ em phải bỏ trốn, nếu không là em không biết phải nói làm sao với mọi người, không biết phải nhìn ánh mắt của mẹ em, rồi còn bà con, dòng họ. Em không muốn giải thích với ai nữa. Thậm chí em sợ mẹ em. Em sợ bị người ta dị nghị, nên em quyết định là bỏ trốn. Anh Minh thấy em quyết liệt quá, nên xui thế của em thôi. Chị nghĩ chắc em đang nghĩ mọi chuyện nó quá xa. Cái việc mình có con là việc đáng vui, đáng mừng. Thời buổi bây giờ là thời buổi mới rồi, ai cũng phải mừng về cái việc có con. Nếu như ai cũng nghĩ được như chị tốt biết mấy. Ở dưới quê em á, người ta ác miệng ác mồm lắm. Em bị vậy nè, không những người ta chửi em, còn chửi cái mẹ của em nữa. Làm sao mà em sống nổi chứ. Em thà giấu hết mọi chuyện đi còn hơn. Nhưng mà bây giờ em nghĩ đi, em bỏ trốn như vậy, rồi mẹ em dưới quê sống làm sao? Tụi em quyết định sinh xong sẽ về quê và tạ lỗi với mẹ em một lần luôn. Nhưng mà em vẫn có thể giấu cái chuyện em mang bầu, và em vẫn có thể liên lạc với mẹ em được. Nếu như mà mẹ em biết á, thì bác Tư không cần phải lận lội đến tận đây tìm gặp bọn chị. Sao em lại chọn một cái cách cắt đứt liên lạc tất cả mọi người? Hay ngoài việc mang thai, em có ẩn khúc gì muốn nói bọn chị không? Dạ không. Tại vì em biết nếu như mà có nói với mẹ em đi chăng nữa thì mẹ em cũng sẽ rất là lo lắng. Với lại thai yếu lắm, nếu mà tiếp xúc nhiều với điện thoại cũng không tốt. Khi em có con, em là người mẹ, em lo cho con mình. Thì em nghĩ rằng là mẹ em không lo cho em à, để em để bà một mình như vậy. Này, tự dưng lúc này
Em muốn chia quyền dạy Thúy cái đồ này lắm luôn á. Thôi đi. Cô, xin lỗi mẹ. Con không có lỗi gì hết á. Tội nghiệp con tôi. Bác Tư ở ngoài đã nghe hết câu chuyện rồi, mà nhìn thấy phản ứng của bác Tư như vậy mới hiểu là tình mẹ bao la như thế nào chị ha. Thật là cảm động quá. Còn em sao? Em cũng tụt, mà tụt hết toàn bộ tất cả những cảm xúc của em. Tại sao cái đôi này ích kỷ đến cái mức á, mà che giấu toàn bộ tất cả những sự việc để cho người mẹ già của mình đơn độc đi khắp nơi tìm con. Rồi may á mà không có chuyện gì tệ xảy ra đó. Nhưng mà ít ra đi cũng có kết viên mãn. Con bị té hả? Vết đó làm sao mà té được. Vết đó chỉ có bị đánh thôi. Cô xin lỗi con nhá. Cô xin lỗi con, cô không trêu con nữa. Cô xin lỗi con. Cô này, cô không trêu con. Tình hình sao rồi em? Con bé không chịu nói gì hết á. Em để cho Tình với cả Tiên ở lại khai thác thêm. Em chắc bỏ tay luôn. Bị đánh tới ông nội đó, làm sao mà dám nói gì nữa. Anh nói sao? Dính bầm ở đâu ra?